Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình nay góp ăn chia tổng giải thưởng là 5 triệu Top Gun Best. Đây là một phiên bản test net các bạn. Thì chương trình nay góp này nó sẽ random cho 500 người may mắn các bạn. Thì thời gian diễn ra từ ngày 23 tháng 8 và kết thúc vào ngày 28 tháng 8. Và phân phối một ngày sau khi ra mắt Best Ram. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần phải có một cái địa chỉ với MetaMask các bạn. Các bạn tích hợp mạng BNB Testnet các bạn. Rồi thì các bạn mở địa chỉ MetaMask ra, các bạn nhấp vào cài đặt, các bạn bấm vào RPC tùy chỉnh. Thì tên mạng thì các bạn ghi là BNB Testnet các bạn. Rồi RPC tùy chỉnh thì các bạn copy cái link này nè các bạn. Khoan các bạn chờ một chút xíu các bạn. Cái link URL nữa, 85 nữa. Rồi, các bạn dán vào người ta các bạn. Rồi, mã chuỗi các bạn ghi là 97 nha các bạn. Nếu mà 97 nó hiện ra mã chuỗi này không đúng thì các bạn ghi là 160 0 nhân 61 nha các bạn. 0 nhân 61 rồi tiếp tục thì ký hiệu thì bạn ghi BNB các bạn, còn bộ loser thì các bạn copy này nè, thì tích hợp cũng như tương tự với MetaMask. Rồi thì mình đã tích hợp rồi nên mình nó hiện gì các bạn, ký hiệu thì bạn ghi là BNB các bạn. Rồi sau khi các bạn có một cái địa chỉ với MetaMask rồi các bạn bấm luôn các bạn, vì mà các bạn đã có một cái các bạn đã ép mạng BC Testnet vào các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn copy địa chỉ với của mình nè. Rồi các bạn qua cái mục yêu cầu miễn phí BNB nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào mục Creamy BNB nữa. Các bạn chọn một các bạn. Rồi thì các bạn sẽ yêu cầu được một top cần BNB mạng Testnet các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi tiếp tục là bước 3 là các bạn kết nối nè. Rồi các bạn copy cái link beta game này các bạn. Các bạn connect với địa chỉ MetaMask của tất cả các bạn và phiên bản Testnet các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập vào ba gạch cùng. Các bạn nhập vào Madrid RR nè các bạn. Dòng đầu các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập số lượng các bạn đã mua trứng nè. Đây là phiên bản Testnet thôi các bạn. Muốn 1 hay là 2 thì tùy các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút buy nè. Bấm nút xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu. Rồi hỏi BRR. Bấm OK nha các bạn. Sao mà balance mình không có gì trên ta. Đây phiên bản Testnet nó chưa có, nó bị nó chưa có hoàn chỉnh nha các bạn. Rồi nha các bạn. Bước tiếp theo thì các bạn nhấp vào cái link phong này nè các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group, kênh seller nó nha các bạn. Rồi join kênh group xong tiếp tục join kênh seller nè các bạn. Các bạn mở Telegram ra các bạn join xào nha các bạn. Rồi các bạn join xào gì mà đã join rồi các bạn. Sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bấm Z nè. Rồi các bạn điền địa chỉ username bạn đã join vào ai group nè. Rồi sau đó các bạn điền là username Twitter các bạn đã follow dán nè. Các bạn vô đây các bạn follow Twitter nó luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với BNB sau matchen bet 20 trên với MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Thì nó cũng cái địa chỉ này là nó trùng với địa chỉ Testnet của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn dán vô đây bạn bấm gỡ là xong. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 5 triệu Top Gun Best. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.